Ông Nguyễn Xuân Hà, 50 năm tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội, đang chập chững đi từng bước, tập vận động dưới sự hướng dẫn của bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình và cột sống bệnh viện Bạch Mai sau ca phẫu thuật tổn thương đốt sống cổ. Người đàn ông này bị cành cây đập vào gáy 8 năm trước. Khi ấy ông Hà đến bệnh viện kiểm tra không thấy phát hiện tổn thương. Những năm qua ông sinh hoạt bình thường, vài lần cử động đầu lên xuống nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc. Ông Hà cho rằng bị thoái hóa xương khớp. Chỉ khi bệnh tiến triển nặng, ông bị liệt tứ chi, nhập viện. Khám ông mới biết bất ngờ bị tổn thương rất nặng ở hai đốt sống cổ. Mình đi bộ thì ở đã sát ở cái vỉa hè rồi. Thế nào có cái xe lam người ta chở cành cây ấy, thì người ta không buộc. Thì nó mới thò cái cành cây ra ngoài. Thì cũng không may là mình đúng đến đấy thì là mình bị. Thì là đập thẳng vào gáy luôn. Thì cái mặt mình này đập mặt xuống đất. Thì sau đấy là 30 giây thì mình mới dậy được. Thì sau đấy có đến bệnh viện Đức Giang chụp chiếu nhưng mà không có vấn đề gì. Thì từ ngày đấy là mình vẫn đi làm việc bình thường. Thì cách đây khoảng 4 tháng thì mình có cái cảm giác tức là tay nó bị tê bì. Nó cầm các cái vật nhỏ ấy, tức là rất là khó cầm và khó làm việc. Thế cũng đi khám ở bệnh viện Đức Giang. Thì cũng nghĩ là chỉ bị thoái hóa đốt sống cổ với các thứ thì là nên nó chèn ép là mình không làm việc được. Thì cũng đi đông y châm cứu với cả uống thuốc thôi. Thế nhưng mà sau 2 tháng không đỡ thì mình ở đông y cho mình đi chụp cắt lớp. Bắt đầu lúc ấy mới biết là phát hiện ra là cái đốt C1 C2 của mình bị gãy. Nếu bị liệt hẳn thì cách đây khoảng nửa tháng thì mình bị liệt hẳn, tức là bốn chi coi là không cử động được nữa, nằm một chỗ. Các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình và cột sống bệnh viện Bạch Mai đánh giá bệnh nhân này bị tổn thương rất nặng hai đốt sống cổ ở trên cùng của cột sống, nhiều khả năng do cú va chạm với cành cây 8 năm trước gây ra. Đây là vị trí liền kề hộp sọ, các mạch máu quan trọng và trục thần kinh từ não bộ đi ra, chi phối hoạt động chức năng của các cơ quan. Mặt khác, hai đốt sống tổn thương do lâu ngày đã có hiện tượng dính lại với nhau nên rất khó khăn để phục hồi khi phẫu thuật. Thế thì cũng rất may là cái mổ đã thực hiện được ca mổ thành công, trả lại được cái cột sống nguyên bản cho người bệnh. Và từ cái trạng thái mà khi người bệnh đến với bệnh viện Bạch Mai là phải đi xe lăn, nằm liệt giường, thì sau mổ ngày thứ 2 là các chức năng vận động nó quay trở lại. Và sang ngày thứ 5, thứ 6 thì bệnh nhân đã tự đi bằng cái khung như các em vừa thấy đấy, là đã tự đi lại được. Và mọi cái chức năng dần dần nó quay trở lại hồi phục. Cái khó mà ca bệnh này mang lại cho chúng ta là gì? Người ta chỉ có một động mạch duy nhất thôi. Và chúng ta liên quan cái vùng phẫu thuật và chúng ta nếu chúng ta làm tổn thương cái vùng đó thì đồng nghĩa với bệnh nhân không còn nữa. Hai nữa là gì? Cái vị trí mà chúng ta can thiệp vào, chúng ta đưa dụng cụ, đưa hệ thống cố định cuộc sống vào thì nó lại nằm chen giữa một bên là thần kinh, một bên là động mạch. Mà cái khoảng cách nó chỉ cách nhau vài mm thôi. Chúng ta sai một ly đi một dặm. Đây là ca đầu tiên anh gặp với cái tổn thương như thế này. Mặc dù khoảng hơn 20 năm anh nghiên cứu về vấn đề này thì đây là một trường hợp rất đặc biệt. Đây là ca bệnh nặng, hiếm gặp và rất khó điều trị. Y văn thế giới đến nay ghi nhận chỉ có vài trường hợp bị tổn thương tương tự.